Bài viết của nhạc sĩ Tuấn Khanh với tựa đề Khi chúng ta bị muôn trùng vây được đăng trên tiếp thị thế giới.vn. Rõ là một quốc gia đang bị bao vây, và bao vây là một cách êm đềm vì người ta không nghe tiếng kêu cứu hay phản đối đúng mức cho sự sinh tồn của dân tộc mình. Một người bạn kể lại rằng sự hoang mang người dân đồng bằng sông Cửu Long về nạn khô hạn, ngập mặn ngày càng nhiều. Tại Sóc Trăng, người dân ở đây kể rằng nhiều gia đình đã tìm cách bán đất đai, dĩ nhiên là với giá rẻ rúng, để rời đi, tìm một nơi khác để sống sót tai ương ngay tại quê nhà của mình. Không chỉ là người làm ruộng mới khổ sở, những người nuôi cá tại Trà Vinh đang vớt lên hàng loạt những con cá lóc bị ghẻ lở và chảy máu toàn thân do ao hồ bị ngập mặn. Các loại thủy sản nước ngọt đang dãy giụa tuyệt vọng trong sự kinh hoàng bất lực của nông dân. Trên những chuyến đò, trên các chuyến xe liên tỉnh, người ta đang râm ran nói về nơi mình đến, miền lục tỉnh bao la sông nước, nhưng giờ thì đang chết dần. Những vùng đất dồi dào sản vật của miền Nam có thể sẽ chỉ là những chuyện kể như trong cổ tích. Rõ là một quốc gia đang bị bao vây, và bao vây một cách êm đềm vì người ta không nghe tiếng kêu cứu hay phản đối đúng mức cho sự sinh tồn của dân tộc mình. Sự kiện ngập mặn hôm nay của đồng bằng sông Cửu Long chỉ là hiện tượng tái diễn của năm 2015, nhưng lần này mức độ khốc liệt, ảnh hưởng đến hàng triệu người. Thế nhưng, chính Ủy ban sông Mekong Việt Nam cũng bao vây người dân bằng những thông tin hết sức mù mờ và chủ quan về tác hại của đập thủy điện Trung Quốc. Ủy ban này được lập ra bằng tiền thuế của người Việt Nam để phối hợp cùng ba nước khác thuộc dòng hạ lưu sông Mekong là Lào, Thái Lan, Campuchia để đối phó, cảnh báo tình hình có thể ảnh hưởng đến quốc gia. Ủy ban sông Mekong Việt Nam thiếu khả năng, thiếu thông tin hay vô trách nhiệm với đất nước của mình, không phải hôm nay chuyện ngập mặn, khô hạn mới được biết tới. Từ năm 2011, tức 5 năm trước, thế giới đã liên tục có những thông tin cảnh báo và kêu gọi Việt Nam hãy cẩn trọng về các dự án trên sông Mekong, bao gồm của Lào, Thái Lan, đặc biệt là các dự án trên Thượng Lưu, vùng Vân Nam của Trung Quốc. Lạ lùng nhất, ở vị trí của mình, ủy ban lại rất điềm nhiên, thậm chí còn ra báo cáo khẳng định vào tháng 10 năm 2015 rằng những tác động từ đập của Trung Quốc là tương đối nhỏ. Từ tháng 11 năm 2011, trên tờ Deutsche Welle đã có một bình luận Mekong Dam Threat and Food and Security nhắc rằng lưu vực sông khổng lồ này với sự đa dạng sinh học chỉ đứng sau sông Amazon đang bị đe dọa đáng sợ. Việc làm khô hạn hay hạn chế dòng chảy của sông Mekong có thể làm ảnh hưởng đến lượng đánh bắt hàng năm vào khoảng 15 triệu tấn, giá trị hàng tỷ USD, và làm cằn cỗi đời sống hai bên bờ. Cơ quan WWF của Liên Hiệp Quốc dự kiến đến năm 2025 sẽ có 90 triệu người sống quanh đôi bờ sông này, trong đó 50% là sinh tồn bằng tự nhiên. Việc kiểm soát dòng chảy sẽ là nguyên nhân quan trọng dẫn đến đói nghèo và hỗn loạn. Tháng 11 năm 2015, tức chỉ mới đây, tờ Straits Times cũng kêu gọi sự quan tâm của các nước phân tích cụ thể của cây viết chuyên về vùng Đông Dương Newmont Gorge rằng tác động của các đập thủy điện đối với Việt Nam hết sức nghiêm trọng. Độ nhiễm mặn sẽ tràn lan vào đất liền, vùng đồng bằng sông Cửu Long đe dọa nhiều vùng trồng lúa, và rồi một phần bờ biển dài 600 km phía nam Việt Nam bị mất dần với tốc độ 4 đến 12 mét một năm. Rõ ràng là cả thế giới đều biết, đều chung sức tìm hiểu và nhắc nhở, nhưng chỉ có người dân, kẻ chịu nạn sớm và nhặt nhỏng nhất thì lại là người biết sau cùng.
họ đã bị bao vây khỏi sự hiểu biết vì lẽ gì. Những câu chuyện như vậy nhắc chúng ta nhớ lại những ngày Quốc hội Việt Nam được nhìn thấy với những đại biểu ngủ ngon trong nghị trường, những đại biểu khác thì chơi game và nhiều lần Quốc hội tuyên bố và sớm vì không có gì để bàn. Những người đại diện của nhân dân cũng bao vây hiện tình đất nước của mình với nhân dân bằng sự rảnh rỗi và nhẹ nhàng. Nó cũng nhắc nhở chúng ta nhớ, suy nghĩ và sự minh bạch rộng rãi và cần thiết cho cuộc chiến 1979, cho Gạc Ma năm 1988, hay cho cuộc chiến mất đảo Hoàng Sa năm 1974 là điều quan trọng để người Việt thoát khỏi những vùng vây nhạt nhòa về lịch sử của chính mình. Trong những vòng vây ấy, có những người dân cuống cuồng tự tìm con đường sống sót cho mình, không muốn nghe những lời êm dịu và trấn an vô nghĩa như của Ủy ban Sông Mê Công Việt Nam. Có những người im lặng và cay đắng vì mình đã tin tưởng hết lòng. Trong những câu chuyện về Lý Sơn, người ta đã không còn nhìn thấy ông Mai Phụng Lưu, con sói biển vẫn luồn qua các con tàu Trung Quốc ở gần Hoàng Sa. Có lẽ cũng đến lúc ông Lưu muốn lùi lại, giữ cho mình không phải là một biểu tượng quá rõ ràng về can đảm và liều lĩnh cho Tổ quốc, trong khi các ông Nghị vẫn gọi những cuộc tấn công vào ngư dân Việt Nam là tàu lạ, hoặc mới mẻ và dè dặt hơn, được mô tả là tàu Trung Quốc. Không chỉ có những hiểm nguy bên ngoài đang bao vây đất nước, mà ngay cả những ngôn luận mập mờ, sự vô trách nhiệm không bị truy xét, quan trọng hơn là những kẻ sành sỏi việc hưởng thụ quyền lợi cá nhân nhưng vô trách nhiệm với Tổ quốc và dân tộc, cũng là một loại trùng vây ngày đêm đáng ghê sợ lúc này. Và những kẻ bao vây làm trì trệ sự hiểu biết, nhận thức và tinh thần của người dân Việt Nam có phải là những người đáng bị xét là đang chống lại chính đất nước mình? Tôi sẽ cho tôi một giấc mơ, được dòng chơi khắp quê hương, con đường tôi qua con đường thơ mộng, không ai ngăn tôi khi đang lưu thông. Nơi giấc mơ tôi không có oan khiên, tôi không thấy trên dòng đường những nỗi đau thương, xác mẹ xác em dưới bánh xe hàn xe bé. Tôi chưa thấy là người Việt thiết tha nhiều.
nghĩa yêu thương.